Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm gần đây, mặc dù công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã có những chuyển biến tích cực, song hoạt động này vẫn còn có những hạn chế. Vì vậy, việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo an ninh thực phẩm đối với các cơ sở thực phẩm để phát hiện và xử lý kịp thời việc buôn bán, các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm là rất cần thiết. Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch số 539 KHUBND về việc triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, trong đó có dịp Tết Trung thu trên địa bàn tỉnh với 21 huyện thành thị. Qua đó đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2017, ngành công thương, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kiểm tra xử lý trên 2.000 vụ vi phạm với tổng số tiền xử phạt hơn 2,5 tỷ đồng. Thực hiện các biện pháp xử lý như phạt hành chính, đóng cửa cơ sở vi phạm, đình chỉ lưu hành sản phẩm và buộc tiêu hủy sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Riêng ngành công thương Nghệ An đã xử lý 665 vụ với tổng giá trị thu phạt 1,66 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh thường xuyên chỉ đạo rất là quyết liệt các ngành các cấp cùng tham gia chỉ đạo các cái hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm. Hiện nay thì đoàn cũng đang triển khai kiểm tra toàn bộ các cái cơ sở ở các huyện thành thị. Thực hiện kế hoạch số 902 KHBCD của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Nhân dịp Tết Trung thu vừa qua, Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Công Thương được phân công chủ trì đoàn thanh tra kiểm tra tại hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An với sự tham gia của một số cơ quan chức năng liên quan như Bộ Y tế, Bộ Công an, Viện Kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia. Tại Nghệ An, đoàn thanh tra đã kiểm tra tại cơ sở bánh ngọt Bảo Ngọc và nhà máy sữa Vinamilk Nghệ An. Tại đây, đoàn đã triển khai công tác kiểm tra các giấy tờ văn bản chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, giấy xác nhận sức khỏe, kiến thức an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và công nhân sản xuất. Năm nào cũng vậy thì chắc cũng có những cái mình làm tốt, cũng có những cái mình chưa. Thì đoàn đến thì sẽ giúp mình tư vấn và điều chỉnh. Mọi người cũng góp ý về những cái cũng rất là thiết thực, như là cái việc là mình một số khu vực mình phải che chắn bằng lưới chống côn trùng này, rồi là một số các cái loại đèn thì nên thay để mà nó tránh cái rủi ro là nó bị vỡ, nó chảy vỡ, chập điện, nó ảnh hưởng đến sản phẩm, rồi là một số cái bố trí lại cái chỗ đặt nguyên liệu, rồi cái kho nguyên liệu thì cũng cần phải thông khí hơn. Cơ sở sản xuất bánh trung thu thì nói chung về hồ sơ là họ cũng tương đối đầy đủ, chỉ có cái có thể là do cái phần hiểu biết họ nó cũng chưa được đầy đủ. Thì họ công bố cái sản phẩm có 6 nhóm sản phẩm, nhưng thực tế thì trong 6 nhóm đấy họ cũng đã sản xuất theo nhiều cái sản phẩm con của cái nhóm đó nữa. Cần phải chấn chỉnh thêm về cái quy trình sản xuất để cho nó đảm bảo tốt hơn. Tại Thanh Hóa, Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra 43 cơ sở, đoàn đã xử phạt 5 cơ sở vi phạm, xét nghiệm nhanh 5 chỉ tiêu methanol trong rượu, 10 chỉ tiêu hàn the trong giò, bún, 7 chỉ tiêu hóa chất bảo vệ thực vật trong rau quả cho kết quả đạt yêu cầu, lấy một mẫu nước mắm Asimi cá cơm để gửi xét nghiệm. Còn công tác kiểm tra thì chúng tôi thấy rằng là về chủ các cơ sở cũng như các cơ sở là có nhận thức rất cao, tốt về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bảo đảm công tác vệ sinh theo đúng quy định nhà nước. Tuy nhiên thì các cơ sở sản xuất chủ yếu là kinh doanh và sản xuất là nhỏ lẻ, chứ cũng không có các công ty lớn. Vì thế nên nhận thức là cũng còn có nhiều hạn chế và cái điều kiện đầu tư là cũng có những cái phần rất khó khăn. Sau khi kiểm tra thực tế tại công ty cổ phần bia Thanh Hóa và khách sạn quốc tế Thiên Ý cho thấy, nhìn chung, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả tích cực, như hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý an toàn thực phẩm được đồng bộ, phân cấp rõ ràng. Hệ thống kiểm nghiệm cơ bản đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý an toàn thực phẩm. Công tác thông tin tuyên truyền được ngành đẩy mạnh, kiến thức về an toàn thực phẩm, chế biến kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm được nâng lên, công tác giám sát và phòng chống ngộ độc thực phẩm được quan tâm nhiều hơn. Trong cái tháng an toàn thực phẩm của chính phủ thì công ty tức là duy trì thường xuyên, không phải trong cái tháng mà công ty chúng tôi là liên tục duy trì trong các cái năm sản xuất, nhưng đặc biệt trong các cái tháng cao điểm thì chúng tôi tăng cường các cái công tác, các biện pháp để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, như là kiểm tra thường xuyên các cái quy trình chế biến vật tư nguyên vật liệu này, kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào này, tăng cường cái giám sát cái thực hiện ở các công đoạn, tất cả các công đoạn trong cái quá trình sản xuất, và thực hiện nghiêm túc cái quy trình công nghệ đã đề ra. Sau khi kiểm tra tại tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An, đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã có ý kiến đóng góp, chỉ ra những thiếu sót tại cơ sở và đưa ra một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của địa phương và đề nghị khắc phục ngay.
việc thanh tra kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm được thực hiện trước, trong và sau dịp Tết Trung Thu năm 2017 trong cả nước đã hạn chế mức thấp nhất các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác hoặc có vi phạm khác lưu thông trên thị trường, đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng.